Thuở nhỏ hạ chim chóc lớn lên nhận quả báo. Hai mươi mấy năm về trước, trẻ em lúc đó không giống như trẻ em hiện nay, có đủ thứ đồ chơi hiện đại. Vậy nên trẻ em khi đó chủ yếu đều là rủ nhau đi khắp nơi cùng nhau đùa nghịch. Dương Thục Mẫn lúc nhỏ là một cô bé rất nghịch ngợm, lúc đi chơi thường hay giết hại các loài động vật, chẳng hạn như đào dung, bắt bướm, ớt, ốc sên, thậm chí lén vớt cả cá vàng của bác nuôi trong hồ, bỏ vào cái hộp tiết, đốt nóng nó lên để nướng. Thục Mẫn, sao con có thể đối xử với những con cá vàng như vậy? Bác cả, con đang nướng cá, chơi vui lắm. Thục Mẫn à, ngoan nghe lời bác, sau này đừng có làm hại các động vật nhỏ bé như vậy nữa, có được không? Tại sao chứ? Những con vật ấy cũng biết đau như chúng ta vậy, cũng có cảm xúc. Chúng ta mà tổn thương đến bọn chúng cũng là đang làm việc xấu đó. Như vậy sẽ bị báo ứng đó con. Gặp báo ứng? Nhưng mà con có gặp báo ứng gì đâu. Thiệt có thiệt báo, ác có ác báo. Không phải không báo, mà là giờ báo chưa đến. Con biết không? Chẳng bao lâu sau, Thục Mẫn quẳng hết lời dạy của bác ra đằng sau đầu, tiếp tục như cũ đi bắt các loại động vật nhỏ bé để chơi. Chuồng chuồng tốt quá, xem ta làm sao mà bắt được bọn bay. Tao đánh, tao đánh. Ủa, tiếng chim ở đâu truyền tới vậy ta? Thục Mẫn phát hiện nơi kẹt tường của giường qua trong nhà có hai con chim đang bận rộn bay qua bay lại. Quá ra là có tổ chim ở đó. Chim mẹ và chim bố đang bận rộn quay về mớm cho chim con. Quá ra hai con chim này đang bắt côn trùng mớm thức ăn cho chim con trên kẽ tường. À, đúng rồi, mình có thể bắt con chim non đó để xuống chơi. Xem ta đây. Wow, chim con dễ thương, mình sẽ đem nó về nuôi đến lớn. Ây da, đau quá đi. Hai chú chim kia chỉ muốn bảo vệ con mình mà liều mạng ngăn cản, mổ lên bàn tay của Thục Mẫn đến bầm tím. Cô bé cũng mặc kệ, không để ý, nhất quyết bắt được chú chim non đó. Một chút thương xót cũng không có. Sáng hôm sau, chim mẹ nghe tiếng chim con kêu chip chip liền bay đến dưới mái nhà tìm kiếm. Mỗi lần chim con kêu, chim mẹ liền lập tức kêu lại. Em gái à, mau thả chim con ra đi. Tại sao chứ? Em nhìn kìa, cha mẹ của chú chim không thấy con đang nóng ruột quá rồi. Tình cảm của chim con đối với con người cũng giống nhau thôi. Con cái rời xa cha mẹ đau khổ biết chừng nào. Không được, em không thả nó về đâu. Em muốn nuôi nó đến lớn. Chiều hôm đó, chú chim con vì không có cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc nên đã không thể sống được. Sau khi nó chết, Thục Mẫn vẫn không cam tâm, tiếp tục đi tìm tổ chim, mang về thêm hai chú chim con. Kết quả hai con chim con cũng không khác gì so với con chim trước. Anh ơi, á, chim con của em chết nữa rồi. Chim con của em sao lại chết chứ? Anh đã sớm nói với em rồi, mấy con chim này còn nhỏ lắm, chúng ta không thể nuôi sống được. Anh đã khuyên em thả nó đi lại không nghe anh. Em coi, bây giờ tụi nó chết rồi. Chết rồi thì sao chứ? Thế thì em lại bắt con chim khác chứ có gì đâu. Bởi vì Thục Mẫn từ thuở thơ ấu không biết nên trong lúc ham chơi đã làm việc sát sanh, khiến cho động vật bất mạng, cút nhục chia lìa. Đến sau này khi cô ấy lớn lên, lập gia đình mới do chuyện này mà nhận lấy quả báo. Mang thai đến tháng thứ tư thì bị lưu sản. Không sao đâu em, đợi khi em tịnh dưỡng sức khỏe lại, chúng ta lại sinh tiếp đứa khác mà. Đây rốt cuộc là gì sao? Tại sao cứ mỗi lần em mang thai đến tháng thứ tư là bị lưu sản? Liên tục như vậy đến đứa thứ hai rồi, rốt cuộc là em đã tạo nghiệp gì chứ? Em gái, anh nghĩ đây là nghiệp báo do lúc nhỏ em đã sát sanh đó. Nghiệp báo? Sao em lại có loại nghiệp báo này? Em không còn nhớ sao? Lúc nhỏ em rất nghịch ngợm, rất thích làm hại các loài động vật nhỏ.
Có một lần em bắt được mấy chú chim con, còn nói là nuôi chúng, kết quả khiến bọn chúng chết sạch. Tiếng kêu của chim mẹ lúc đó quyến luyến biết là bao nhiêu. Anh nghĩ có lẽ do em chia lìa cút nhục nó, cho nên mới phải chịu quả báo như vậy đó. Không lẽ thật sự là do nguyên nhân này? Cứ cho là em lúc nhỏ không tin nhân quả báo ứng đi, thì cũng không nên so đo thiệt hơn vậy chứ. Anh à, vậy giờ bọn em phải làm sao đây anh? Bây giờ các em chỉ có cách phóng sanh cho nhiều, bảo vệ sinh mạng, siêng tu các việc lành mới có thể bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Em à, chúng ta nghe lời anh đi. Đợi khi em khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi phóng sanh thật nhiều, lễ Phật, siêng năng làm việc thiện. Theo lời khuyên của anh Bình, cô Dương cùng chồng bắt đầu thường xuyên tham gia các pháp hội phóng sanh, tu thiện tích đức. Sau một thời gian phóng sanh, cuối cùng thì cô Dương cũng đã có thai và thuận lợi sanh ra được một bé gái thật cáu kỉnh dễ thương. May mà lúc đầu chúng ta nghe theo lời của anh kịp thời làm lành, phóng sanh nên có được bảo bối này. Dạ đúng, trước kia em đâu có nghĩ tới lúc nhỏ nghịch ngợm phá chơi ngông cuồng, làm hại các loài động vật nhỏ, sau này lớn lên lại nhận được ác báo. Sau này chúng ta phải dạy dỗ con cái của chúng ta thật tốt, để con nó biết việc bảo vệ sinh mạng là quan trọng như thế nào đó em. Tuyệt đối không thể để cho chúng nó thói quen sát sanh hại vật, không thể để cho chúng nó giống như em. Đợi đến sau này hối hận thì đã muộn. Thế nên các bậc cha mẹ khi con cái còn thơ bé phải nên lấy thái tượng cảm ứng thiên dị biên làm kim chỉ nam cho con, để chúng biết tu thiện bồi đức, dung trồng cội phước, không làm các diện ác, thiện làm các diện lành. Chỉ có như vậy mới xa lìa họa hoạn, được mọi điều cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
mình.